Đây chính là phủ chủ tịch đầu tiên của đất nước ta. Phủ chủ tịch ở Khao Tí, xã Điện Mạc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Như vậy là chúng tôi đã đến với di tích Khao Tí. Ở Khao Tí chỉ cách cái khu tưởng niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh chừng 7 km. Đây là cái khu nhà sàn tưởng niệm của Hồ. Với Khao Tí đây, chúng ta đã đến với cái bia của đồi Khao Tí. Đây, như các bạn thấy đây có một cái bia là đồi Khao Tí, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến, địa điểm làm việc đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người trở thành ca Định Hóa vào ngày 20 tháng 5 năm 1947, cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Và chúng ta sẽ cùng đi đến với trên khu vực đồi Khao Tí. Trên đường đi đến với khu di tích Khao Tí thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao Bác và Trung ương Đảng tại làm sao đang ở Hà Nội lại phải chuyển về khu căn cứ địa tuyệt mật ATK. Và chúng ta cùng quay trở lại cái bối cảnh lịch sử, đó là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng đó cũng là một dấu mốc cực kỳ quan trọng. Kể từ thời điểm đó thì đến hết năm 1946, đất nước của chúng ta ở vào trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Vận mệnh quốc gia đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đứng trước tình thế đó thì chúng ta cần một khoảng thời gian nào đó để chúng ta ổn định lại chính trị, ổn định lại đời sống của nhân dân, ổn định lại tình hình trong nước. Và Đảng và Nhà nước chúng ta cũng như Bác Hồ đã quyết định ký một hiệp ước hòa hoãn với quân Pháp, đó là hiệp ước vào tháng 3 năm 1946, để chúng ta có một thời gian quý báu. Nhưng đó cũng là cái sự kiện mà chúng ta phải đồng ý để cho 15.000 quân Pháp trở lại miền Bắc. Và sự kiện đó cũng làm cho lòng dân của chúng ta vô cùng hoang mang. Tuy nhiên thì quân Pháp không hề tôn trọng cái hiệp ước mà chúng ta đã ký kết. Chúng liên tục có những cái hành vi quấy phá, liên tục phá vỡ hiệp ước. Và chúng thực hiện những cái cuộc tàn sát đẫm máu tại Hà Nội và Hải Phòng. Và chúng ta đã nhân nhượng, Bác Hồ đã nói là chúng ta đã nhân nhượng nhưng kẻ thù càng lớn tới. Chính vì đó thì vào ngày 20 tháng 12 năm 1946, Bác đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chúng ta xem xét tương quan lực lượng giữa Pháp và ta, chúng ta nhận thấy rằng khó có thể giữ được Hà Nội và các tỉnh đồng bằng. Chính vì vậy, Trung ương Đảng, Chính phủ sẽ cần phải rời lên chiến khu Việt Bắc, rời lên an toàn khu kháng chiến để chúng ta thực hiện chiến tranh trường kỳ lâu dài. Nếu cứ cố chấp mà đánh với quân Pháp, đánh trực diện, đánh ở một vài vị trí trọng điểm thì chắc chắn giữa tương quan lực lượng đó thì chúng ta sẽ thua thiệt rất là nhiều, và chúng ta lại tiếp tục quay về trở về với chiến tranh du kích. Và chúng tôi đang đi đến con đường đến với lán Khao Tí, khu bảo tồn gìn giữ rất là tốt. Và đặc trưng ở đây là rất là nhiều cây cọ các bạn ạ. Như các bạn cũng có một chú ý là khi đi đến đây thì với địa hình rất là nhiều rêu nên các bạn cũng cần phải chú ý để rất là dễ bị trượt ngã. Không khí ở đây rất là trong lành các bạn ạ. Hoàn toàn là rừng cây che chắn cho. Mà trong một cái bài hát nói về ATK thì cũng có cái câu là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, rừng là chiến khu thủ đô kháng chiến. Và chúng ta đã đến nơi đầu tiên Bác Hồ đặt chân đến ATK Định Hóa Thái Nguyên. Đây chính là lán Bác Hồ ở Khao Tí. Nhận được thông tin từ Trung ương Đảng thì chính quyền địa phương đã tổ chức một lực lượng để chuẩn bị địa điểm đón Bác Hồ về ATK. Thì lực lượng địa phương đã tìm 3 địa điểm để xây dựng phủ chủ tịch đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về đây. Nhưng mà cuối cùng thì Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định chọn Khao Tí là nơi dừng chân. Và chúng ta có thể thấy rằng ở đây là một vị trí ở trên cao khá là thoáng mát các bạn ạ. Và các cái rừng cây ở đây thì vẫn còn nguyên sơ, nguyên trạng. Đây chính là phủ chủ tịch đầu tiên của đất nước ta. Phủ chủ tịch ở Khao Tí,
xã Điện Mạc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi ghi dấu Bác Hồ ở làm việc đầu tiên tại ATK Định Hóa vào ngày 20 tháng 5 năm 1947. Và lá chỉ có diện tích khoảng tầm 10 m², được xây theo kiến trúc nhà sàn của người dân tộc địa phương. Và chúng ta có thể đi lên đây, trực tiếp lên đây để tham quan phủ chủ tịch đầu tiên. Chúng ta cùng đi vào phía bên trong của phủ chủ tịch. Đây là một ngôi nhà với kết cấu khung thì bằng gỗ, nhưng vách thì được làm lứa phên. Và chúng ta có thể cả nhận thấy một điều rất rõ ràng rằng là có rất nhiều cửa sổ tạo cái không khí thoáng mát cho bác làm việc, cũng như để thuận tiện cho việc bác cảnh giới. Thì ngày 20 tháng 5 năm 1947 thì bác cùng với 8 cận vệ đã chuyển về đến đây và sinh hoạt làm việc tại nơi này. 8 đồng chí bảo vệ của bác được bác đặt tên là Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi. Mời các bạn cùng vào tham quan khu vực nghỉ của bác cùng các cái đồng chí cận vệ. Rất là bé thôi các bạn ạ. Và khi có một vị tham mưu quân sự người Trung Quốc đến đây thì cũng rất là ngạc nhiên trước cái điều kiện ăn ở và làm việc của bác rất là đơn sơ như này, thì liệu bác có bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như là các yếu tố ngoại cảnh khác không? Thì bác cũng cảm thấy đây là một không gian làm việc rất là tốt, thoáng mát. Và cái tiêu chí chọn địa điểm để làm việc của bác cũng rất là rõ ràng. Đây là vị trí là bác ngồi làm việc, thường là đọc sách, đánh máy. Và chúng ta còn một cái tư liệu màu rất là quý khi mà bác ngồi đánh máy tại vị trí này. Các bạn thấy thì nhà cũng không là cao, mái chúng ta rất là thấp thôi, nó thoáng. Khi các bạn ra phía bên ngoài của phủ chủ tịch thì chúng ta mới có thể thấy được những yếu tố của bác chọn địa điểm ở đây đúng với những yêu cầu mà bác đã đặt ra. Rất là thoáng mát, yên tĩnh và cũng rất là bảo mật khi được che chắn bởi rừng cây. Bác đặt ra những tiêu chí để chọn địa điểm đó là trên có núi, dưới có sông, có đất ta trồng, có bãi ta chơi, tiện đường sang tổng bộ, thuận lối tới trung ương. Đây các bạn có thể nhìn vào phía kiến trúc ngôi nhà thì bác đặt ra yêu cầu là nhà thoáng rào, kín mái, gần dân không gần đường. Và yếu tố gần dân không gần đường được bác đề cao bậc nhất trong các tiêu chí trên. Có dân ủng hộ, có dân hậu thuẫn, có dân để làm nền tảng thì mới là thành công của cách mạng được. Và chúng ta cũng đi ra xung quanh của dinh chủ tịch. Đây đây, xin mời các bạn nhìn, đây là dạng dâm bụt. Các bạn có thể để ý là ở những nơi bác ở tại chiến khu Việt Bắc thì bác đều có trồng cây dâm bụt để nhớ về làng sen quê bác, trồng cây để nhớ mẹ cha, trồng đa để nhớ xóm làng xung quanh. Và bác cũng có, đây là cũng có cây đa khau tí đấy ạ. Cây đa khau tí là bác trồng để nhớ đến những người hàng xóm ở quê mình. À vâng, đây ạ, các bạn có thể thấy ở cái bia này có thể cho chúng ta một cái thông tin rất là rõ đấy ạ. Tại cái đồi Khâu Tí này, tại phủ chủ tịch này thì bác đã sáng tác ra một bài thơ rất nổi tiếng, đã được đưa vào trong các cái phần học của văn học của các bạn học sinh. Đó là bài Cảnh Khuya. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa, cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Như các bạn có thể biết rằng đây chính là nơi sáng tác ra bài thơ Cảnh Khuya. Chúng ta có thể thấy cái yếu tố là
có đất ta trồng, có bãi ta chơi. Ở bất cứ ở chỗ khu vực nào bác ở thì bác cũng thực hiện là tăng gia sản xuất. Và ở đây chúng ta thì có thấy một cây chám đen, một loại cây rất là đặc trưng của vùng núi. Và từ cái cây này thì cho rất là nhiều quả. Từ cái món quả chám đen này thì chúng ta có thể chế biến được rất là nhiều món ăn đặc sản. Chúng ta có thể chế biến được rất là nhiều món ăn như là đồ xôi này, kho cá này, kho thịt này, nấu canh này. Đó thực sự là những hào sản trong thời chiến tranh. Chúng ta đi ra phía khu vực bên này thì chúng ta có thể thấy được chiếc bàn bằng làm bằng tre. Đây là nơi để bác thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mà cũng để tiếp chuyện các đồng chí khi sang thăm và làm việc tại đây. Không gian ở đây phải nói với các bạn là cực kỳ thoải mái, cực kỳ dễ chịu. Và khi các bạn đi đến thăm những di tích lịch sử cách mạng, những địa danh cách mạng thì chắc chắn các bạn đến đây với một cái tâm thế nó cực kỳ khác, không phải giống như chúng ta đi nghỉ dưỡng hay là chúng ta đi nghỉ hè ở tại các cái khu du lịch được. Đây với một cái tâm thái là được trải nghiệm này, đặt mình vào trong cái hoàn cảnh mà cảnh sống của bác cũng như các chiến sĩ cách mạng và những năm kháng chiến gian khổ. Chúng ta đến đây một cái tâm thế để trải nghiệm. Ở đây các bạn ạ, đây chính là khu vực mà bác cùng với các đồng chí cảnh vệ luyện tập thể thao. Đây là xà đơn và xà kép. Về cuộc đời của bác Hồ ở đâu cũng vậy, bác luôn luôn đề cao vai trò của luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Để có sức khỏe thì mới có thể trường kỳ kháng chiến thành công được. Đây là bãi ta chơi đấy ạ, có đất ta trồng, có bãi ta chơi. Ở Khao Tý này thì có phủ chủ tịch thì nó cũng rất là tiện đường sang Trung ương Đảng cũng như Bộ Chính trị hay là chính phủ của chúng ta cũng ở xung quanh đây để tiện việc với bác. Và chúng ta đi cùng xuống ở phía bên dưới này, có khu vực để nấu bếp. Đây là cái khu vực bếp ăn để bác cùng các đồng cận vệ của mình chế biến thức ăn. Ở đây chúng ta có thể thấy là từ những năm 1947-48 thì bác Hồ và các đồng chí cảnh vệ của mình đã sử dụng cái bếp tiết kiệm rồi ạ. Khi đun lửa ở đây thì cũng phải đặt những cái nồi niêu xoong chảo khác lên ở vị trí bên trên này. Đó cũng là một phương thức nấu ăn rất là tiết kiệm. Ở đây là cái chõng để cái giá chứ không phải cái chõng. Cái giá này để xong rồi bát đũa. Và đây là tôi đoán chắc đây là cái này là để dùng để dự trữ nước. Bác rất là linh động sáng tạo trong việc sử dụng những cái vật liệu tự có ngoài tự nhiên. Đây là khu vực bếp ăn. Chúng ta có thể thấy là khu di tích này ở giữa núi rừng luôn. Cây cối xung quanh tùm nhưng mà chúng ta thấy cũng khá là sạch các bạn ạ. Bởi vì ở đây thì bà con nhân dân rồi ban quản lý di tích cũng có cắt cử người ra thường xuyên để quét dọn khu di tích. Các bạn thấy chúng ta đấy chỉ có lất phất những cái lá tre thôi. Còn khu di tích của chúng ta cũng được đảm bảo rất là vệ sinh sạch sẽ. Và chúng ta có thể nhìn xa xa, các bạn có thể đến vị trí này chúng ta nhìn xa xa trên cái lán Bác Hồ thì có thể thấy được một lớp lá cọ mới. Tại vị trí này thì bác Hồ đã thường xuyên sử dụng chiếc máy đánh chữ của mình. Rất là nổi tiếng, bác đi đâu cũng mang theo. Bác mang theo từ nước ngoài về bác bó Cao Bằng. Thì sau đó thì bác mang theo chiếc máy đánh chữ đi đến các nơi mà mình làm việc. Cũng chính tại đây thì bác tổ chức rất nhiều cuộc họp quan trọng. Và bác đưa ra quyết định lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ. Và bác cũng đã hoàn thành cuốn sửa lối làm việc mà đến tận ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Bác ở đây cho đến tháng 10 năm 1947 khi quân Pháp thực hiện chiến dịch thu đông năm 1947 thì chúng đã đánh lên Điểm Mạc Định Hóa, tức là rất là gần cái khu vực này đấy, cách chỉ
chắc chỉ khoảng tầm 1 đến 2 km thì bác đã quyết định rời đến vị trí khác để đảm bảo an toàn. Bác cũng đã chỉ đạo thành công chiến dịch thu đông năm 1947, phá tan âm mưu chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh của quân Pháp. Kết thúc chiến dịch thu đông năm 1947 thì quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 7.000 lính Pháp, thu giữ và tiêu hủy trên 300 phương tiện chiến đấu, bao gồm có máy bay, tàu chiến, calo và ô tô. Chúng ta thu giữ hàng nghìn các loại vũ khí để củng cố cho lực lượng chúng ta. Địa điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khao Tí đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2006. Và đây cũng sẽ thuộc dự án duy tu bảo dưỡng phục hồi lại các di tích lịch sử cách mạng tại ATK Định Hóa giai đoạn 2021-2030. Trong ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn phủ chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại đồi Khao Tí. Đây là địa điểm mà các bạn đến tham quan ATK không thể bỏ qua. Nếu thấy hay, hãy like, subscribe và chia sẻ cho kênh YouTube của chúng tôi để chúng tôi sẽ tiếp tục làm thêm những video hay và bổ ích khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm về cội nguồn cách mạng. Xin cảm ơn.